Cấu tạo và chức năng của hoa. Hoa là cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa. Hoa thụ phấn tạo quả, quả tạo hạt. Hạt nảy mầm lên cây, giúp thực vật sinh sôi. Hoa dâm bụt là một bông hoa lưỡng tính. Nó có đủ tất cả các bộ phận của một bông hoa, bao gồm cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, hay còn gọi là tràng hoa, nhị hoa và nhụy hoa. Đài hoa và cánh hoa có nhiệm vụ bảo vệ nhị và nhụy. Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chính. Nhị hoa gồm chỉ nhị và bao phấn chứa nhiều hạt phấn. Nhụy gồm đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy chứa noãn. Tóm lại, một bông hoa lưỡng tính sẽ có đầy đủ các bộ phận như sau.